Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 17 Cơn mưa đầu mùa trong tác phẩm Nhật ký An Lộc của y sĩ thiếu tá Nguyễn Văn Quý. Cơn mưa đầu mùa. Từ ngày tản thương được toàn bộ số thương binh, bệnh viện trở nên yên tĩnh. Mấy ngày qua cũng không thấy pháo kích nhiều nên số thương vong gần như không có. Chúng tôi vì vậy được nhàn nhã đôi chút. Đã gần một tháng nay không có nước nên chúng tôi chẳng ai tắm rửa gì cả. Nước uống thì không hiểu mọi người kiếm được ở đâu ra. Tôi có hỏi mấy anh em quân y, họ nói là đi kiếm ở mấy nhà dân chung quanh. Nhà nào cũng có một hồ chứa nước riêng hoặc có giếng nước. Nói chung thì nước uống vẫn kiếm được mặc dù khan hiếm. Riêng tôi vì dùng dè xẻn nên hai bình Physohead cũ đựng nước uống đã tiêu một bình. Vẫn còn một bình, có thể cầm cự được thêm vài ngày nữa trước khi phải đi kiếm hoặc xin những người khác. Mỗi sáng, tôi chỉ mất một nắp bi đông nước, tức là khoảng một muỗng canh nước để rửa mặt, nên tôi chẳng tốn nước bao nhiêu. Lấy một miếng gạc nhỏ, nhúng chút nước, rồi quét lên mặt, cũng thấy khoan khoái rồi. Chiều hôm qua, mây đen kéo phủ kín một góc trời, tôi cứ nghĩ là đêm sẽ mưa, nhưng chờ tới sáng vẫn chưa thấy gì. Tôi chắc chắn sẽ mưa ngày nay, vì mây đen càng ngày càng nhiều. Tôi và mọi người trong bệnh viện đều đổ xô đi tìm đồ để sửa soạn hứng nước mưa. Những thùng đều được gom lại để dọc theo mái hiên. Những tấm tôn bị pháo đánh bay xuống sân được gom lại uốn thành những máng giã chiến để hứng nước mưa từ mái xuống. Chúng tôi sửa soạn xong thì trời bắt đầu chuyển. Mới đầu là những cơn gió nhẹ nhẹ mang hơi lạnh, không biết từ đâu tới. Rồi trời hình như tối sầm lại, sấm chớp liên hồi và một cơn mưa dữ dội đổ xuống. Một cơn mưa mang nguồn sống, nguồn nước cần thiết cho chúng tôi. Không ai bảo ai, mọi người đều lợi dụng cơn mưa như thác lũ đó để tắm rửa tối đa, gột bỏ những cáu bẩn, mồ hôi mấy tuần nay cũng như giặt những quần áo hôi hám trên người. Tôi cẩn thận hơn, mang quần áo sạch và những đồ dùng cần thiết xuống trại ngoại khoa. Tôi chọn một phòng bị tróc mái vì pháo kích, vào trong đó khởi sự tắm. Tắm ở đây an toàn hơn tắm ngoài trời, lỡ có pháo kích thì có các vách tường chung quanh bảo vệ, khỏi lo bị miệng văng trúng. Nước mưa từ lỗ hổng trên mái nhà đủ để cho tôi tắm thoải mái, giống như ở phòng tắm có bông sen nước. Tôi nhắm mắt lại, lấy xà bông gội đầu, rồi kỳ cọ khắp mình. Sạch sẽ xong xuôi, mở mắt ra, tôi mới ngạc nhiên nhìn thấy nước mưa đen ngòm như mực tàu loãng. Chỉ sau vài giây, tôi chợt hiểu là khói của những đám cháy trong trận chiến này đã nhuộm thành màu nước như vậy. Cũng chẳng sao, tôi đã được tắm thoải mái sạch sẽ rồi, dù nước có đen hay không, cũng từ trên trời rơi xuống, không bị ô nhiễm bởi bùn đất, phân người, xác chết là được. Trận mưa cứu tinh này quả thật đã rửa sạch bên ngoài bệnh viện. Chúng tôi hứng được rất nhiều nước, ít nhất trong vòng một tuần, chúng tôi có đủ nước thỏa thuê. Tôi để ý, thấy mặc dù bệnh viện không có hồ chứa nước, nhưng trên trần hành lang xây bằng xi măng chắc chắn còn chứa được một số nước đáng kể. Quả nhiên, mấy ngày sau khi đã cạn nước, tôi nói với cháu Sơn, cháu của bác sĩ Phúc, leo lên trên cái cầu xây nối liền phòng cấp cứu với trại nội khoa xem có nước không. Sơn ngồi ở trên nóc báo cáo xuống. Cháu thấy nhiều nước lắm, mình có thể dùng tới 2 tuần mới hết. Tôi và bác sĩ Phúc vui mừng bảo Sơn xuống để khi nào cần thì sẽ leo lên múc nước dần để dùng. Dù cho nước có bốc hơi bay đi thì cũng phải mất mấy ngày nữa. Hy vọng sẽ có thêm vài trận mưa nữa tới tiếp sức thì vấn đề nước non cũng tạm giải quyết xong. Việc gì cũng có mặt trái, mặt phải, phần tích cực và phần tiêu cực. Cơn mưa đã mang đến niềm vui cho mọi người vì có nước uống, vì được tắm giặt sạch sẽ, cuốn trôi những rác rưởi làm cho sân bệnh viện được sạch. Cũng cơn mưa này làm cho chúng tôi ngất ngư vì hậu quả tiêu cực của nó
mà ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã phải chịu khổ rồi. Những đống rác chung quanh bệnh viện gặp nước mưa trở thành nơi sản xuất ruồi bọ cùng những mùi hôi hám rất khó chịu. Tôi đề nghị toàn bệnh viện làm vệ sinh, thu dọn rác rưởi về phía đầu cuối của bệnh viện. Có ý kiến nên đào hố sâu để chôn vùi. Ý kiến khác là đốt đi, đỡ tốn sức lao động. Dĩ nhiên là cách giản dị nhất đã được mọi người vui vẻ chấp thuận. Đống rác đã được mồi bằng xăng rồi đốt. Chúng tôi xoa tay, khoan khoái đứng nhìn ngọn lửa lan dần, rồi đốt cháy ngay cả những gì trước đây đã sũng nước. Chúng tôi đang dự định giải tán, ai về chỗ nấy, thì được lệnh của Bộ Chỉ huy Sư đoàn đòi hỏi báo cáo việc gì đã xảy ra ở bệnh viện mà khói lên nhiều như vậy. Sự việc được báo cáo lên sư đoàn. Ít lâu sau, chúng tôi được lệnh phải dập tắt ngay đám cháy vì sợ địch quân điều chỉnh tọa độ pháo ngay vào bộ tư lệnh gần đó. Đến giờ thì vô phương dập tắt đám cháy này vì làm sao chúng tôi có nước để bơm vào đó. Vả lại, đống rác cũng cháy gần hết, không thể lan ra chung quanh được. Cho nên, chúng tôi miệng thì nói tôn lệnh sẽ thi hành ngay, nhưng trên thực tế cứ để nguyên như cũ, lại còn mong sao nó cháy mau cho chóng xong. Quả nhiên, chỉ 20 phút sau, đám cháy cũng tự nó lụi tàn. Tôi thấy một số người thật vô lý, cả chục ngày nay, địch đã pháo vào bộ tư lệnh rồi. Chúng đã biết rõ tọa độ rồi, đâu có phải đợi đến bây giờ mới cần điều chỉnh tọa độ để pháo vào đó nữa. Dù sao, mọi sự đã được thu xếp khéo gọn, bệnh viện đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn trước. Chẳng lẽ một cơ sở y tế mà lại bê bối về vấn đề vệ sinh, ngay cả trong trường hợp thiếu thốn khó khăn như bây giờ, cũng khó mà biện minh được. Tuy nhiên với tình trạng hiện tại, bệnh viện đã bị vô hiệu hóa gần như hoàn toàn, nghĩa là các cuộc mổ lớn không thể nào thực hiện được. Phòng mổ chính và phòng mổ phụ đã bị hư hại nặng. Mặc dù thuốc men, y cụ chúng tôi vẫn còn, nhưng không có điện, không có nước, nhân viên dân sự đã di tản hết, nên chúng tôi chỉ còn có thể rửa sạch các vết thương, làm tiểu giải phẫu, rồi băng bó và chờ chuyển thương thôi. Trận chiến hình như bớt căng thẳng. Tôi nói với bác sĩ Chí, mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh. Mượn nhan đề của một cuốn tiểu thuyết của Erich Maria Remarque để chỉ tình trạng của mặt trận An Lộc trong giờ phút này. Không biết địch quân đang tính toán gì đây, tôi chắc chắn là sau khi bị B-52 trải thảm, bên địch đã bị thiệt hại khá nặng. Nay là lúc họ đang bổ sung quân, tiếp nhận thêm đạn dược để sẽ tung ra đợt tấn công kế tiếp. Nhìn xuống khu chợ mới đã bị cháy rụi, những căn nhà lầu xây bằng vật liệu nặng phía bên tay trái của tôi, đứng từ bệnh viện nhìn xuống, trong đó có nhà của bác sĩ Chí. Tôi thấy vẫn còn nguyên, có thể ở được, mặc dù bị sứt mẻ vì những mảnh đạn pháo kích. Phía bên hông phải của khu chợ cũ, đa số các căn nhà đều bị pháo sập, trong đó có một căn đã bị một xe tăng vì bị bao vây, bắn rát quá, đã chui đại vào ngay cửa chính, để rồi sau đó bị tiêu diệt luôn. Hiện giờ xác xe vẫn còn nằm tại chỗ. Quá nữa, bên tay phải của tôi về phía chợ cũ, nơi có phòng mạch của tôi đã bị san thành bình địa. Tôi chỉ nhận ra được chỗ của phòng mạch nhờ có một cây cổ thụ cao đã bị cháy đen, đứng đơn độc trên những xác nhà xẹp lép tới nền. Từ bệnh viện, tôi chỉ có thể nhìn xa được đến thế mà thôi. Lác đác, tôi thấy những binh sĩ của mình di chuyển một cách bình thản trong khu chợ mới lẫn chợ cũ. Tôi nghĩ rằng những khu vực đó đã được quân đội ta kiểm soát và có thể nói là tương đối an toàn. Tôi lợi dụng giờ phút rảnh rang này nói với bác sĩ Chí. Tao thấy ở khu chợ mới và chợ cũ có vẻ an toàn. Mày có muốn xuống dưới đó xem nhà của mày giờ ra sao không? Bác sĩ Chí đồng ý liền. Phải đó, đi phiêu lưu một chút cho đỡ bó cẳng, ở mãi trong bệnh viện này, dám khùng mất. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 18, những nét buồn trong tác phẩm Nhật ký An Lộc của y sĩ thiếu tá Nguyễn Văn Quý.
những nét buồn. Chúng tôi ra khỏi cổng bệnh viện, từ từ đi theo con dốc để đi xuống khu chợ mới. Ngay dưới chân đồi bệnh viện, trước khi tới công viên Tàu Phùng, ở dưới góc tay phải là nhà của anh Đức, em vợ đại tá tỉnh trưởng. Đã bị bỏ bom lầm nên nhà hoàn toàn bị sập. Nhà này chỉ cách bệnh viện chừng 150 thước thôi. Trước khi đi, tôi không quên mang theo cái máy hình để nếu có gì thì chụp làm kỷ niệm. Tôi thấy một chiếc xe địch bị bắn cháy, nằm ngay giữa ngã tư, nối liền chợ cũ với chợ mới. Tôi cẩn thận tiến lại gần, chụp lại hai tấm hình, xong chúng tôi rẽ xuống khu chợ mới. Tôi gặp thiếu tá Cang, chỉ huy đơn vị pháo binh, đóng ngay công viên Tàu Phùng. Tôi liền tạt vào thăm. Tôi với anh Cang là chỗ quen biết. Tôi biết anh từ khi còn là đại úy pháo binh, đi hành quân chung với bộ chỉ huy trung đoàn 43, đóng tại đồi Kiệm Tân ở Dốc Mơ Gia Kiệm, yểm trợ cho công binh Mỹ làm quốc lộ 20. Gặp nhau, chúng tôi đều mừng rỡ vì thấy mình vẫn còn khỏe mạnh. Thiếu tá Cang vẫn vui vẻ, chịu chơi như ngày nào. Anh xem mọi nguy hiểm như trò đùa, chẳng có gì đáng quan tâm cả. Anh mời chúng tôi ngồi, nhưng bác sĩ Chí chừng như nóng lòng về căn nhà của mình, nên xin phép đi tới đó trước, chỉ cách nhà này có chừng 3 căn thôi. Tôi ngồi xuống chiếc đi văn, anh Cang giới thiệu tôi với người chủ nhà. Cũng chẳng phải ai xa lạ, vì là dân trong tỉnh nên anh ta đã biết tôi. Tôi không nhớ đã gặp anh ta ở đâu. Anh Cang mở đầu. Trông thấy bác sĩ còn mạnh khỏe là tụi tôi mừng lắm. Tôi nghe mấy thằng đàn em về nói là bác sĩ bận lắm phải không? Tôi gật đầu đáp. Đúng, mấy tuần trước thì có, nhưng nay tương đối được rảnh rang nên mới có dịp đến thăm ông đây. Tôi nói thêm. Hiện nay bệnh viện gần như bị tê liệt hoàn toàn. Tôi không còn mổ xẻ được gì nữa. Ngay tiểu giải phẫu cũng không đủ phương tiện để làm, chỉ có thể làm sơ cứu thôi. Cũng may, tình hình đã bớt căng thẳng, nếu không thì kẹt lắm. Anh Cang tiếp lời tôi. Tụi này cũng vậy, mấy khẩu pháo của tôi cũng ban càng rồi, chỉ còn lại hai khẩu 105 ly còn xài được. Thôi, đến đâu hay đến đó, tụi nó cũng vậy thôi, chắc là ê càng hơn mình nhiều. Nếu không, chúng nó đâu có để mình dễ thở như bây giờ khi chúng có ba sư đoàn vây quanh. Trong khi chúng tôi nói chuyện, tôi thấy anh chủ nhà, chắc cũng là công chức của tỉnh, có vẻ như xốn xang, có điều gì trong lòng như muốn hỏi tôi. Tôi thấy anh ta cứ đưa mắt ra dấu cho anh Cang hoài. Anh thiếu tá Cang nói. À, bác sĩ, tụi này có một việc muốn nhờ bác sĩ coi dùm và cho biết ý kiến. Nói xong, anh chỉ cho tôi cháu gái nhỏ chừng 7 tuổi đang nằm dài theo chiếc đi văn sát tường. Anh tiếp. Đây là bé Thủy, con anh chủ nhà. Chẳng may bị một mảnh đạn ở xương sống, liệt cả hai chân từ tuần trước. Bác sĩ xem có thể mổ cứu được cháu khỏi bị liệt không? Tôi đưa mắt nhìn cháu gái nhỏ. Tôi đã để ý thấy từ nãy giờ, cô bé nằm không cục cựa gì hết. Cháu gái cũng đưa mắt nhìn tôi, nịm một nụ cười thật tươi, có vẻ như chào đón, có vẻ như gây cảm tình, để tôi đem khả năng y khoa ra cứu cho cháu. Gương mặt cháu trắng xanh, nét mặt thanh tú, trông có vẻ thông minh. Tôi thấy tội nghiệp cháu quá, một cô bé xinh đẹp như vậy mà không may bị thương đứt tủy sống, bị liệt cả hai chân. Sau khi khám cho cháu xong, tôi nói với anh chủ nhà. Vết thương ngoài da của cháu đã lành rồi, hiện tại không có dấu vết gì chứng tỏ vết thương bị làm độc cả. Đó là một dấu hiệu tốt. Chắc chắn mảnh đạn đã cưa đứt tủy sống của cháu. Hai chân đã bị liệt như anh đã thấy. Hiện giờ không ai có thể làm gì được. Chờ đến khi giải tỏa rồi đem cháu về Sài Gòn, vào bệnh viện Chợ Rẫy, nơi có những bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, để họ khám xem họ quyết định ra sao, nhưng chắc chắn là khó khăn lắm. Chúng tôi cũng hiểu như vậy, thôi thì để bề trên định đoạt cho cháu,
Cảm ơn bác sĩ. Tôi từ giã hai người và không quên vỗ nhẹ nhẹ tay lên vai cháu gái và chúc cháu được nhiều may mắn. Với những buồn phiền chất nặng trong lòng, tôi bước qua nhà bác sĩ Chí. Tôi không thể quên được ánh mắt của cô bé đã sáng lên khi biết tôi là bác sĩ. Chắc cô bé hy vọng rằng tôi sẽ chữa trị để cô có thể đi được như thường. Tôi thấy đau trong lòng, phải mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian mới tạo nên được một con người như thế. Chỉ trong khoảnh khắc, chiến tranh đã biến một mầm non tươi trẻ thành một sinh vật sống dở chết dở. Mặc dù qua ánh mắt ấy, tôi chưa thấy một nét buồn nào cả. Có thể cô bé còn quá nhỏ để buồn khi biết mình đã trở thành một phế nhân. Chỉ có người lớn là đau thôi. Tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của mẹ đứa bé, đứng bên nghe tụi tôi nói chuyện. Tôi bước vào nhà bác sĩ Chí. Không nói thì ai cũng biết, căn nhà tan hoang, bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang. Một dòng chữ đỏ phía trên tường đập vào mắt tôi ngay khi tôi bước chân vào phòng khách, cũng là phòng chờ đợi. Bao năm móc đít thiên hạ nay còn đâu? Tôi gặp Chí từ phòng trong đi ra, mặt mũi xám lại vì buồn, vì tức. Tôi biết Chí không buồn lắm vì căn nhà mới xây của mình bị hư hại. Chẳng qua cũng là tai nạn chung của cả dân trong tỉnh, không có gì đáng phàn nàn. Nhưng dòng chữ viết trên tường quả thật là một sự nhục mạ đối với Chí. Có thể chỉ là một sự đùa bỡn, nhưng là một sự đùa bỡn vô ý thức. Tôi thông cảm nỗi đau buồn của người bạn cùng lớp. Tôi bước tới, nắm lấy cánh tay Chí, nói: "Đừng để ý tới những chuyện lẻ tẻ đó. Đi với tao thăm một vòng khu chợ mới xem mấy người quen còn sống sót không." Chí gật đầu, lặng lặng theo tôi bước ra khỏi căn nhà với dòng chữ đáng buồn ấy. Qua hai căn nhà nữa, chúng tôi được sự đón tiếp nồng hậu của những người quen biết với Chí ở khu chợ mới. Tôi nghĩ thầm, có lẽ họ tiếc căn nhà của họ nên liều mình ở lại không chịu đi. Cũng có thể họ cũng chẳng biết chạy đi đâu. Tôi gặp bà chủ nhà cho tôi thuê phòng mặt mấy tuần trước. Bà ta mời hai chúng tôi vào trong nhà uống nước trà. Lâu lắm rồi, chúng tôi chưa được uống những chén trà ngon như thế. Tôi để ý ở đây nước non rất đầy đủ, một bể chứa nước đầy tràn, trông mát mắt lắm. Đặc biệt là những tường ngăn của những căn nhà này đã được đục phá ra để mọi người có thể di chuyển bên trong an toàn hơn là phải đi vòng phía ngoài. Nhà nào cũng có binh sĩ ứng chiến và đều có hầm hố khá tốt, do đó những căn nhà này đã trở thành những công sự chiến đấu rất kiên cố. Đa số những nhà xây bằng vật liệu nặng 2-3 tầng lầu, nên hầm hố ở tầng dưới lại càng an toàn hơn. Nếu không may bị trúng hỏa tiễn, vẫn có cơ hội sống sót. Còn những loại bích kích pháo 61 ly thì chẳng ăn nhầm gì. Tôi hỏi bà chủ nhà: "Sao nhà bà có đầy đủ nước thế?" Bà chủ nhà vui vẻ trả lời: "Đó là nước giếng nhà tôi. Nhà chúng tôi ở dưới chân đồi nên giếng đào lúc nào cũng đầy nước. Tôi lại có máy phát điện riêng chạy xăng nên bơm nước từ giếng lên hồ chứa dễ dàng. Tụi tôi chẳng bao giờ phải lo thiếu nước cả." "À, thì ra thế. Chẳng bù cho tụi tôi ở trong bệnh viện khổ sở vì thiếu nước. May hôm qua trời mưa, nếu không thì đã gần một tháng tụi tôi không có nước tắm giặt." "Bác sĩ khỏi lo, lúc nào muốn tắm thì cứ việc xuống đây, tha hồ tắm giặt." Tôi cảm ơn bà chủ nhà đã có nhã ý ấy, nhìn bác sĩ Chí nói: "Có lý quá chi ạ, mình chỉ cần cuốc bộ một chút xuống đây là mát mẻ, sạch sẽ ngay." Chí vui vẻ mỉm cười gật đầu. Tôi nhận thấy cơn buồn phiền của Chí đã tiêu tan được phần nào. Với sự tiếp đón nồng hậu của những người hàng xóm đầy tình người, bà chủ tiếp lời: "Hay là tiện đây, hai bác sĩ tắm luôn cho khỏe." Tôi vội trả lời ngay: "Thưa cảm ơn bà, tụi này mới tắm mưa hôm qua, vẫn còn sạch chán. Xin để khi khác sẽ xuống nhờ bà. Tiện đây,
xin bà một bi đông nước trà mang về để uống dần. Được rồi, cái đó thì dễ quá, bác sĩ đưa bi đông đây để tôi đổ nước vào cho. Tôi vội rút bình bi đông ra khỏi bao, đưa cho bà chủ nhà rót nước từ trong ấm ra. Xong xuôi, bà còn mời tụi tôi ở lại ăn cơm. Nhưng chúng tôi rời bệnh viện đã lâu, sợ ở đó có người cần tôi, nên vội vàng cảm ơn bà chủ nhà tốt bụng cùng bác sĩ Chí trở về bệnh viện. Sau khi rời khỏi khu chợ mới hoang tàn, nhưng vẫn còn sức sống đó, Chí và tôi lại cuốc bộ trở về bệnh viện. Chúng tôi đều im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Mọi người đều mang nặng một nỗi suy tư riêng. Liếc nhanh nhìn Chí, tôi thấy hình như tâm tư Chí vẫn còn day dứt về những dòng chữ quái ác kia. Tôi không muốn đề cập tới vấn đề đó nữa. Những lời an ủi chỉ để khơi dậy niềm đau mà thôi. Tôi cứ để cho Chí được tự nhiên, hy vọng thời gian sẽ làm nhạt nhòa những hình ảnh không vui đó. Thực ra, ngay bản thân tôi cũng có những dằn vặt riêng. Đó là sự bất lực của một y sĩ đứng trước một người bệnh, nhất là một đứa trẻ rất dễ thương. Tôi không thể nào quên được nụ cười của cô bé khi tôi sửa soạn khám bệnh cho cô. Một nụ cười vừa hy vọng, vừa an phận, vừa như để lấy lòng người thầy thuốc để mong được chữa khỏi bệnh. Thật là buồn tủi khi bao nhiêu hy vọng đã trở thành hư không, khi chính người thầy thuốc cũng phải bó tay, không giúp gì được. Tôi nghĩ nếu thay vì nụ cười đó là những tiếng khóc kêu la, chắc tôi không đến nỗi bị ám ảnh, dằn vặt nhiều như thế. Tôi lẩn thẩn tự hỏi, nếu có đủ phương tiện và săn sóc cấp cứu ngay vết thương đó, cô bé có thể bị liệt không? Hai trường hợp có thể xảy ra, nếu mảnh đạn cắt đứt ngang tủy sống thì vô phương, không thể làm gì khác được. Nếu chỉ chạm nhẹ hay tủy sống chỉ bị thương một phần nào đó thôi, với sự săn sóc đúng cách, mổ ngay, lấy mảnh đạn ra để giới hạn vết thương, không làm hư hại thêm nữa, có thể cứu vãn được một phần nào. Lúc mới bị thương, thân hình không được giữ yên, sự di động cột sống càng làm cho mảnh đạn cắt sâu toàn bộ tủy, nên cô bé mới bị liệt hai chân. Dù sao, thì hy vọng có thể đi được rất là mong manh. Từ khi ra trường, nhập ngũ, nghĩa là chính thức gia nhập cuộc chiến này, tôi đã được chứng kiến rất nhiều cảnh đau thương do chiến tranh gây nên. Thượng đế đâu có tạo ra chiến tranh, chính loài người đã gây nên cảnh tàn sát chém giết lẫn nhau. Những từ ngữ độc lập, tự do, hạnh phúc chỉ là những sáo ngữ, những cái cớ để một nhóm người thực thi cái thú tính của mình mà thôi. Có thể nói, thế hệ chúng tôi là một thế hệ không may mắn, đã sinh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong chiến tranh và nay chính thức gia nhập chiến tranh. Trong suốt cuộc đời lớn lên của những người thuộc thế hệ chúng tôi, không bao giờ là không nghe thấy tiếng súng. Thời thơ ấu cực khổ vì tản cư từ Hà Nội về miền quê, chân đi đất chứ trời mưa tầm tã, trơn, té ngã, quần áo lấm lem, trên đầu tiếng rít của đạn trái phá làm mọi người đều sợ. Rồi khi tới bờ sông, bao nhiêu người chăn nhau lên thuyền qua sông, thuyền chở khẩm, may mà không bị lật, nghĩ đến bây giờ mà vẫn còn rùng mình. Bác gái của tôi mặt dầm dề nước mắt nhìn trời, than. Trời ơi là trời, sao trời làm chúng con khổ thế này? Thấy những nước khác, họ sống thanh bình, chẳng bao giờ có một tiếng súng. Những ngày quốc khánh, dân chúng nhảy múa, vui chơi ngay cả trên đường phố. Tôi thấy thế mà thèm, mơ ước sao cho nước mình được một ngày hòa bình, để mọi người được vui sống bên nhau, gia đình đoàn tụ, cha, con, chồng, vợ, anh em không phải xa nhau. Khi mới nhập ngũ, lần đầu tiên va chạm với thực tế, tôi đã thấy thế nào là bị bó buộc, là mất tự do của đời sống nhà binh. Trước đây, sống ở nhà năm này qua năm khác, muốn đi đâu, ở đâu, tùy ý, rất thoải mái, tự do. Nhưng khi vào quân đội, lần đầu tiên cầm tấm giấy 24 giờ phép, tôi thấy vô lý quá. 24 giờ làm được những gì, ngắn ngủi quá. Nhưng rồi cũng quen đi,
Được 24 giờ là mừng rồi. Thoáng về thăm mẹ thăm em, tuy chẳng có gì, nhưng được trông thấy nhau an lành, khỏe mạnh là vui rồi. Nhật Hạ và ban biên tập xin chân thành cảm ơn tác giả y sĩ thiếu tá Nguyễn Văn Quý. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần sau, phần 19.